Trong tâm hồn mọi người đều sẽ có những khoảng trống. Có nhiều người cái khoảng trống đó họ sẽ được lấp đầy bằng những cái việc khác. Nhưng mà có nhiều người cái khoảng trống đó họ không biết dùng cái gì để lấp đầy được. Cuộc sống anh nó chỉ quay quẩn công việc xong rồi về nhà một mình. Thực ra cô đơn là gì? Mà là một triệu chứng của vấn đề tâm lý thôi. Có nghĩa ví dụ như bữa đó em ở nhà một mình. Nhưng mà em muốn ở nhà một mình để em đang luyện cái phim này, mà cái phim này phải có một mình mới thích thì nó rất là enjoy. Nhưng mà bữa đó em ở nhà một mình mà tự nhiên em cảm thấy trời tôi không ai bên cạnh tôi khổ, thì nó liên quan đến vấn đề tâm lý thôi chứ nó liên quan đến vấn đề hoàn cảnh. Một ngày cô đơn hay một ngày không cô đơn nó chỉ là do cách mình nhìn nhận thôi. Thì anh có cô đơn không? Anh làm gì cô đơn? Anh cô đầu.